Thưa quý vị, hôm nay ngày 12 tháng 4, Ban Quản lý Công viên Địa chất Cao nguyên đá Hà Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, Viện Khoa học khoáng sản địa chất thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban UNESCO Việt Nam đã lần đầu tiên bảo vệ đề án cao nguyên đá tại Hội nghị Công viên Địa chất Toàn cầu tổ chức ở Malaysia. Một trong những tiêu chí quan trọng để cao nguyên đá có thể trở thành một trong số công viên địa chất toàn cầu là phải đạt tối thiểu 1.000 điểm. Trong số những điểm đó phải có tới 600 điểm được đánh giá dưới góc độ khoa học, còn lại là giá trị bảo tồn, giáo dục và du lịch. Đây là lần đầu tiên hồ sơ cao nguyên đá này được mang ra thế giới bảo vệ với sự tư vấn về chuyên môn của Viện Khoa học khoáng sản địa chất, Ủy ban UNESCO Việt Nam. Hiện nay trên thế giới có 69 công viên địa chất, riêng ở Đông Nam Á chỉ có Malaysia có một công viên và Việt Nam là nước thứ hai trình UNESCO công nhận một công viên địa chất quốc tế.